mấy anh em nào mà đi rừng mà cần file tiếng của con lợn rừng hay con heo rừng thì anh em cứ liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận cung cấp cũng như tư vấn cái tiếng chuẩn để anh em đi rừng hiệu quả và mở lên vụ nó da dễ hơn. Ngoài ra Thuận có mấy cái tiếng như là trùng hương, trùng bóp, trùng đèn, mèo rừng, sóc hoặc vân vân và vân vân. Anh em bấm vào kênh số 7 phía dưới để tìm hiểu thêm. Cảm ơn anh em rất nhiều. Oh.